Xin chào các anh em, ở tập trước, Bị Đồng đã tấn công vào Hải Thần Đảo. Đường Tam buộc phải thoát khỏi khảo hạch để ra ngoài đối phó. Đám người Sử Lệ Khắc Thất Quái đã bị khống chế, trói lơ lửng. Hắn không ngờ Bị Đồng lại không xuống tay hạ sát bọn họ, vì có lẽ là đối phương đang có mục đích khác. Bị Đồng thừa nhận hắn đoán đúng rồi, oán hận giữa hai người đã chất chứa từ lâu. Chỉ không ngờ rằng lần này nhờ vào hải thần truyền thừa của hắn thì nàng mới có thể một lần tóm gọn hải thần đảo. Cho nên Bị Đồng cũng muốn nói lời cảm ơn hắn và cho hắn cơ hội. Nếu như chịu khuất phục dưới trướng của mình và dốc sức làm việc thì nàng sẽ tha cho Sử Lệ Khắc Lục Quái. Tiểu Vũ thả chết cũng không muốn Đường Tam nhận lời, mong hắn đừng vì mọi người mà hy sinh bản thân. Những người khác cũng đồng tình với Tiểu Vũ, họ không muốn Đường Tam vì bọn họ mà tiếp tay cho giặc. Bị Đồng gia tăng thêm một điều kiện nữa là tha mạng cho 7 vị thánh trụ đấu la. Đường Tam tỏ vẻ không khuất phục, điều này làm cho Bị Đồng tức giận, bạo phát lực lượng răn đe. Hắn bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đó là quy thuận. Nếu không thì tất cả mọi người và chính hắn sẽ bị tiêu diệt. Với sức mạnh của một mình hắn thì vốn không thể nào là đối thủ của các cao thủ vũ hồn đế quốc tại đây cả. Đường Tam buông lời thách thức, có bản lĩnh thì đơn đấu với hắn, nếu hắn thua sẽ tùy ý để cho đối phương xử lý. Bị Đồng đáp trả lời khiêu khích này bằng cách giết chết một vị thánh trụ đấu la. Nàng cho biết mình không phải là Thiên Nhận Tuyết nên sẽ không chơi bài cá cược đó. Nàng thừa nhận ưu thế của mình là người đồng thế mạnh, lần lượt từng người đều bị tiêu diệt. Bị Đồng biết hắn không sợ chết, vậy nhưng mà rất nhiều người hắn quan tâm đều đang nằm trong tay mình. Cách này đúng là vô cùng chí mạng, đủ để uy hiếp Đường Tam, vậy nhưng hắn lại đột nhiên bật cười lớn khiến đám người Bị Đồng cũng bất ngờ. Hắn cho biết mình đã bị Thiên Sứ Thần truy sát mấy lần, còn nhiều lần trở về từ cõi chết, vậy nhưng chưa từng thấy sợ hãi, chỉ cần bản thân còn sống thì sẽ chiến đấu tới cùng. Giờ hắn sẽ đưa ra lựa chọn của mình là không quy thuận mà sẽ liều mạng cứu ra những người bạn của mình, cũng liều mạng để giết chết Bị Đồng. Dứt lời liền lấy ra tam số kích lao lên tấn công. Bị Đồng lao ra ngăn cản, vừa đánh vừa không quên nhắc lại những lời uy hiếp vô ích. Đường Tam cảm ơn vì đã nhắc nhở, hắn cho rằng đối thủ trước mặt này không phải là Bị Đồng thực sự. Tác phong của Bị Đồng sẽ không giống như Thiên Nhận Tuyết, bà ta tuyệt đối sẽ không đưa ra lựa chọn để cho hắn quy thuận hay là chết. Bị Đồng vốn hận hắn đến thấu xương, cho nên khi có cơ hội sẽ trực tiếp giết chết Đường Tam. Từ đó hắn mới nhận ra tất cả những gì đang xảy ra trước mắt đều là khảo nghiệm của hải thần. Đường Tam rất nhanh cũng phá tan thế cục và thành công thông qua cửa ải. Hắn thở phào vì cũng may mọi thứ chỉ là khảo hạch. Cửa ải này có lẽ là khảo hạch về nỗi sợ. Hải thần biết hắn sợ không phải là sống chết của mình mà là sống chết của những người mà hắn quan tâm. Tuy là ảo, vậy nhưng những gì mới trải qua cũng khiến cho hắn giật mình sợ hãi. Nếu thực sự Bị Đồng dùng bọn họ để uy hiếp, vậy thì hắn thực sự có thể đưa ra quyết định cái chết lưới sách hay sao? Đám người bên ngoài cũng chứng kiến được màn khảo hạch này. Cửa ải lần này cũng khiến bọn họ phải giật mình hoảng sợ. Tuy nhiên, bọn họ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì rất nhanh lại bị giật mình lo lắng vì Đường Tam đột nhiên hoa mắt chóng mặt. Trí tuệ đầu cốt trên trán bị bóc ra, đồng thời Tiểu Vũ cũng được đưa vào bên trong khảo hạch. Đường Tam tiến về phía ánh sáng phía trước, đi qua màn chắn liền tiến vào một cái vũ hội. Hai nữ đầu la cũng có mặt ở đây, dường như là hai nữ đầu la sẽ chủ trì vũ hội này. Nàng ta yêu cầu các người đàn ông tham dự phải tìm ra người mình yêu trong số các mỹ nữ đang đeo mặt nạ. Cũng có nghĩa rằng Đường Tam phải tìm được Tiểu Vũ. Hắn chỉ có một lần cơ hội và thời gian cũng có hạn, xem ra đây chính là khảo nghiệm về tình yêu. Đường Tam chậm rãi đi xung quanh tìm kiếm, không khí vũ hội mờ ảo, mọi người lại di chuyển liên tục. Muốn tìm kiếm đúng người cũng không phải là dễ dàng. Sau một lúc tìm kiếm, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Vũ, vậy nhưng không phải là một mà là rất nhiều Tiểu Vũ. Điều này làm cho hắn cũng bị bối rối. Tuy rằng nhìn qua đều là Tiểu Vũ, vậy nhưng cẩn thận quan sát thì hắn cảm thấy vẫn có thể phân biệt được. Bởi vì mỗi người đều có một thiếu sót nhất định, không có tài thỏ, cao thấp và mập gầy cũng có sự khác nhau. Tiến hành loại trừ những người không thích hợp thì còn lại hai người. Bộ dạng hai người này quá giống nhau khiến hắn cũng không thể phân biệt nổi. Không phân biệt bằng hình dáng được nên hắn phải phân tích mùi hương. Một người có mùi vị rượu vàng mới uống, người còn lại có mùi vị cỏ xanh. Đường Tam tiến lại gần người có mùi vị cỏ xanh và quả nhiên là Tiểu Vũ. Điều này làm cho Tiểu Vũ vô cùng vui mừng. Hai người cùng nhau đi ra vườn hoa, trao đổi nụ hôn và thề non hẹn biển mãi mãi không chia lìa. Cửa ải thứ năm đến đây cũng thông qua, hồn cốt trí tuệ đầu cốt tinh thần tiến hóa thành thần cấp. Chỉ còn lại hai cửa ải là dục và hỉ. Rất nhanh, cửa ải thứ sáu cũng bắt đầu. Hồn cốt tay trái bị bóc ra, tu la lĩnh vực bạo phát ra xung quanh. Tu la thần lên tiếng mời chào hắn từ bỏ truyền thừa hải thần để kế thừa thần vị tu la.
Đường Tam nhận ra mình đang đứng bên trong Tu La lĩnh vực. Hắn vốn không hề dùng đến Hạo Thiên Chùy, làm sao truyền thừa hải thần lại bị nhiễu loạn? Tu La thần cho biết hải thần tam sở kích, thiếu khuyết hải thần chi tâm. Cho dù hắn chỉ còn lại vài cửa ải thì vẫn sẽ mất mạng như thường. Mà lúc hắn ở sát lục chi đồ đã biểu hiện ra tài năng khiến Tu La thần rất tán thưởng. Cho nên trực tiếp trao tặng Đường Tam truyền thừa, không cần trải qua bất cứ khảo nghiệm gì. Thanh Tu La mà kiếm xuất hiện, chỉ cần cầm lấy thanh kiếm đó liền có thể có được sức mạnh cường đại hơn cả hải thần thần chỉ. Trong thần giới, địa vị quyền lợi cao quý nhất là ba đại chấp pháp giả cùng với ngũ đại thần vương. Sau đó là thần chỉ cấp 1, thần chỉ cấp 2, vân vân. Mà Tu La thần chính là ba đại chấp pháp giả cùng một trong năm đại thần vương. Sau khi hắn kế thừa thần chỉ này, liền có thể trực tiếp kế thừa quyền lợi của Tu La thần tại thần giới. Đường Tam bất giác tiến lại gần thanh kiếm. Cánh tay chậm rãi vươn ra, những lợi ích đó khiến hắn khó mà cưỡng lại được. Nội tâm liên tục giằng co, cái giá mà Tu La thần đưa ra là quá hấp dẫn, không cần làm mà vẫn có ăn. Chỉ là hai thần đại nhân lại có ân sư đồ, còn nhiều lần ra tay giúp đỡ. Những điều này giúp hắn níu giữ một tia tỉnh táo và gắng gượng không cho lòng tham trỗi dậy. Tu La thần tiếp tục lên tiếng nhằm khơi dậy lòng tham. Nếu lựa chọn kế thừa Tu La thần thì sẽ nhận được sức mạnh cường đại hơn. Khả năng bình phục chiến tranh giữa Thiên Đầu Đế Quốc cùng Vũ Hồn Đế Quốc càng lớn hơn. Hai thần cũng sẽ thông cảm cho hắn mà thôi. Đường Tam dùng hết sự tỉnh táo để phản bác. Một vị thần không trải qua vô vàn khảo nghiệm và lịch luyện thì không cách nào cảm ngộ được ý nghĩa của sự gian khổ trong đó và cũng sẽ không gánh vác nổi sứ mệnh bảo vệ chúng sinh. Tu La thần nghe vậy liền quay xe đánh một trường đẩy lùi Đường Tam bay ra ngoài. Đi mà tiếp tục cái khẩu hạch của hắn đi. Càng rời xa thanh kiếm thì nội tâm hắn càng tỉnh táo lại. Hắn nhận ra ban nãy là khảo hạch về dục vọng. Dục vọng muốn có thực lực cường đại làm hắn suýt chút nữa mất đi tâm trí. Kể cả khi thoát ra vẫn khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Ải thứ 6 đã thông qua, hồn cốt tay trái của Thái Thần Cự Viên tiến hóa thành thần cấp. Hai thần vô cùng vui mừng vì Đường Tam đã không bị dục vọng thao túng và hóa ra Tu La thần xuất hiện trong khảo hạch không phải là ảo ảnh mà thực sự là Tu La thần. Hai thần đã để cho hắn tiến vào khảo hạch để tự mình thử thách Đường Tam. Xem ra Tu La thần cũng đánh giá Đường Tam rất cao và rất mong muốn hắn sẽ kế thừa thần chi của mình. Đáng tiếc là mọi chuyện lại xảy ra không đúng như mong muốn của hắn. Cuối cùng thì cửa ải thứ 7 là Thất Tình Lục Dục cũng mở ra. Một con đường mở ra, phía cuối con đường là cánh cổng. Ải này liên quan đến việc tiến hóa lần nữa của hồn cốt ba chu màu. Chỉ cần đi qua cánh cửa là xong. Đường Tam hoài nghi lời của hải thần, bởi vì cửa ải này cũng dễ dàng rồi. Cứ như vậy thông qua khiến cho hắn cảm thấy bất an. Cho nên yêu cầu hải thần bỏ ra cái giá vốn có cho cửa ải lần này. Hải thần nghe vậy liền không khách khí nữa. Ông sẽ chiều theo ý của Đường Tam và xem hắn có thể chịu nổi khảo nghiệm tiếp theo hay không. Tập phim tới đây là hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón xem nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.